Trường hợp nào thì khách hàng có thể được đổi trả hàng? Với bên công ty kho rượu thì khách hàng có thể thoải mái đổi trả hàng, nhưng sẽ áp dụng với một số trường hợp như sau. Đầu tiên là khi khách hàng nhận hàng mà trong quá trình nhận hàng sản phẩm bị lỗi thì khách hàng vui lòng là gì ạ? Trước khi chúng ta sử dụng sản phẩm hoặc chúng ta vừa mới được nhận hàng từ bộ phận shipper, mọi người vui lòng chụp ảnh hoặc là quay phim lại ngay lập tức khi unbox hộp ra để bên Phương có thể xác nhận được là trong cái thời điểm mọi người nhận hàng thì cái sản phẩm đến tay mọi người đã gặp trường hợp bị lỗi rồi. Và thứ hai là trong quá trình mà khách hàng sử dụng sản phẩm, nếu như có vấn đề về sản phẩm bị hỏng, bị lỗi thì mọi người hoàn toàn có thể được đổi trả qua một sản phẩm mới. Nhưng mà với trường hợp này thì mọi người thứ nhất, đấy là gì, mọi người hãy quay clip hoặc là gửi lại hình ảnh về cái vấn đề là sản phẩm bị lỗi như thế nào. Và thứ hai nữa là để đổi trả về sản phẩm mới, mọi người vui lòng là show cái tờ bill đơn hàng ra giúp Phương. Đó, bởi vì là với mỗi đơn hàng á, khi khách hàng nhận được thì bên Phương sẽ đều kèm cái tờ đơn hàng như thế này. Đó, và khi mà khách hàng nhận hàng thì mọi người cần phải ký xác nhận. Đây sẽ là một trong những cái tiêu chí để bên Phương xác nhận rằng là hàng hóa đó là chính do bên công ty kho rượu đã bán lại cho khách hàng. Và thứ hai nữa là với sản phẩm đổi trả thì mọi người vui lòng là check giúp Phương phải đảm bảo về tem, về mác và đặc biệt là sản phẩm phải có đầy đủ tem phụ. Đó, tem phụ là sản phẩm này được phân phối trực tiếp bởi công ty kho rượu giúp Phương nhá. Kho rượu, nơi không có gì ngoài rượu ngon, uy tín.